Rồi đúng không? Chúc mừng. Hai bên đã giao lưu nhá. Là của buổi chiều ngày 17. Hai bên đã giao lưu. Như cây này chắc là còn đang gây lá cho nên là gây ngọn cho nên là cũng cứ để lốm nhốm này chứ chưa cắt đi nhỉ. Đây này còn hai mấy cái ngọn đang lên đây nữa. Gốc này xù xì ra phết đấy nhỉ. Đây chắc cái ngọn nên là đang định gây tán nữa đúng không? Cái này làm quả phúc ngay đây thôi. Phải thấp hơn cái quả phúc kia. Là cậu chắc kể rơi là 38%. Đây quay như quay nếu mà hình như thế này nhìn này đẹp nhỉ. Đây cái dáng đẹp. Nhất dáng rồi. Nguyên bản ba tay này ba thân nhé, không có nó đóng ghép gì cả, nhưng nó có cắt nhả trong bắt đầu nó nâng lên nó khẩm lên, nó cắt nó về nó khẩm lên thôi, chứ còn con này không đóng ghép tí nào ngoài mỗi một tí rè đằng sau mà thôi. Chứ còn con này nếu ông nào bổ đóng ghép cho cây không lấy tiền tặng luôn, nó cố tán tầng cái này. Nhưng mà nếu nói chung con này nó có đóng thì nó có giá cao, nói chung là này không không đóng mà con này nó là con không đóng thì là giá nó cũng cao chứ không phải. Ồ, nó nhũ nó sùng xị nó khô như này giờ đào đâu ra có thằng mẹ nào chứ nuôi thằng béo nào bây giờ chứ có những con mẹ mấy trăm triệu cũng nuôi chứ thằng nào người bỏ đói như này hơn chưa phạm nhiều đúng không móc con này từ quận Nguyên Vũ mới mọi người thương phạm thằng năm ngoái nó còn đòi 7 lít nó mắc được đấy đầu năm đúng rồi từ năm ngoái nay nó còn đòi 7 lít nữa bây giờ nó đòi dưới bản thân tôi nói là thằng nào mà tôi gần mỗi tôi sát rồi ngày nào tôi cũng nghĩ nhưng mà tôi nắm được đâu nhưng đến lúc này rồi mà nó cơ hội ra quá là buôn không phải cơ hội chỉ đến lúc có một tí trước thôi nhưng mà cần có thế tiền thế rồi thì lúc chốt đáng bao tiền đấy mẹ mua cái 4-5 triệu ấy nhưng mà đúng thực chế nhé cũng vay nãy ngày luôn 3 cây 100 thì bây giờ bán 2 cây cho cô con gái này 1.2 tỷ thế còn một con nữa giả 400 con huyền đấy giờ giả 400 chưa bán đấy mà mua chỉ mua 3 con 100 những con nào mình nhìn mẹ nào mẹ 2 năm rồi chỉ trình được những quán đấy còn cứ đi mua những cây chỗ bán mua 20 quán 25 triệu 23 triệu 22 triệu thì mẹ làm sao có cơm mà bỏ ra mấy chục tỷ mấy cả là nhiều khi mình mới được phù quý mình ở Việt Nam mình tâm huyết thì những con phù như này không quý còn phù nào quý xanh dương giải chín thì mẹ nó làm cho mình ăn 80% rồi gặt lúa mẹ mình lúa của nó rồi lúa trái phải đủ dữ liệu hết không thiếu một cái gì nữa cả giờ chỉ có cứ thế đẻ chơi thôi xong hết rồi đủ dữ liệu đúng rồi đây không cần gì đâu đấy đây nó đè nó đang có thế nhưng mà cái chỗ này không cái này vẫn đẹp anh ơi cái chỗ này là nó lại tách rời với thằng này à đây là nguyên cái cụm này là tách rời với đè hay là một liền một chứ không sao tách rời thế đây thế. Đây sao nó trước đây nha đây nó một tay nữa này không hiểu không thân của chủ của nó đây này nó cao tút tút này nó chặt đi nó lấy một cái tầng một đây này nó cắt cái tay này trước đây đi để nó mở mặt chơi này nghe nhở đấy nó tán tầng nó cứ xèo bốn nó quanh tròn xe chỗ nào có đây khẩm đau thì như thế này nó khẩm đau kéo đúng rồi nó chỉ khẩm nó khẩm nó biết đây
bay tán tầng thì bao giờ nó xòe thẳng ra, có con nào nó hơi nắc được một tí thôi, chứ còn đều mẹ phải với tác động nghệ nhân tác động vào thì nó mới ra được đường chạy, đường truyền quăng quật thế này chứ. Tự làm sao mà có những dây tán tầng tự nhiên nó được thế này. Quá đẹp luôn. Nhưng bao nhiêu con cốt quý từ tán tầng ra chứ, gần như là kể cả con kia con não của tôi kia cũng là cốt tán tầng ra ấy. Dạ. Cốt này chứ còn nếu bình thường những con mẹ mày ngay từ lúc hắn còn còn anh Trung Sơn luôn. Về Quảng Ninh rồi. Cái này là riêng cái cùi ở cửa tiệm đấy nhưng mà quan nhất mình không có đốt. Còn gà đâu thì nó là hay hay chuyên mỗi người thôi. Con này đẹp cây đốt mà. Đồ đẹp những cái đồ này như này mai con gồng hồ này. Tôi cũng biết cây rồi nhưng con này còn nhiều lắm. Đúng rồi. Mai số mà chơi mà để sau này vẫn là nếu những anh em nào mà vào cây mà có điều kiện có tiền mà người không có tiền thì đừng nói gì, vì không có tiền thì không ông đừng tiền. Nói như tôi là tôi thèm nhưng tôi không làm sao được, tôi phải chịu. Đúng chứ, nói ông Hùng nếu như ông cứ cho tôi khất thôi tôi bắt tay luôn, tôi thề với bắt tay luôn, tôi thề với ông nhé, nếu mà cùng những 300 đấy ngày tôi chẳng mua cái quan này không. Nếu bây giờ anh em nào bây giờ nhé sẵn sàng ra vườn nhé thì mẹ mua những cây khác ở trong vườn nhé rẻ so với giá tôi mua nhé, tôi bán chắc hàng tôi bán nỗ. Tôi không cần bán ai để đi giữ con này. Nhưng vấn đề là bây giờ 300 đãi ngày mới thật nhé. Nếu mà giờ không buôn bán không làm gì cả mới thật. Thì quay con này đúng tôi quay 300 đấy. Con này tôi quay 300 đãi ngày. Đậu lên nó lên đốc lên nó đầu nặng. Con này chỉ cần sau khoảng 2 tháng nó ổn định đất. Qua một tí nữa vào. Mà đi rất màu lên, nó rất bông lên. Nó đẩy cam cam bông lên. Đã nhìn lại. Tốt đồ này. Cái nước đấy là cái nước tiên hoa, nó phải lên màu mà nhà nó ở đấy rồi chân cầu nó không cúc nó bị nhiều yếu tố thì hết thế và bị nặng nước sao nhìn cây này có kết không? Mà nhìn cây này có kết không? Quay này xong rồi đưa lên kênh YouTube đây. Cây này thì quá đẹp. Theo như mình am hiểu về cây một tí thì thấy phát biểu là những cái cây này nó thế nào? Sau gây này gây những cái bây giờ gây những cái tay này nó to lên là để làm ra nữa đây này. À, cho cái nó thân nó là càng to lên nữa gì. Mấy lần em đi qua cứ mua mua vào. Cái này là còn nuôi tốt nên nữa mới làm nó mới đẹp được chứ còn như thế này là như vậy này là đẹp, cũng quá đẹp rồi nó. Thôi vì phong trào làm cây cân nhắc toàn bộ không toàn cái đấy thì toàn nội bộ thôi chú ạ. Đã bổ là anh em toàn làm cây thôi mà tôi lại là hàng sáo. Đúng rồi chú làm không phải là gì đúng. Tất cả nó cũng cứ kiếm được một tí là cũng lên đường thôi chứ cũng chả để đi. Anh ấy thích chú nhiều anh ấy thích cho cây và hai chú cháu sẽ không cái gì bằng nhưng mà lại thích những cái đồ cái sản phẩm của nhau. Thực sự nói là cùng chung một cái sở thích, cái đấy là cái vô cùng quý của những người chơi cây. Nhưng mà thật sự nói là thôi thì cũng rất vất vả thì mới mua được những cái cây như thế này. Chứ không phải nếu dễ, nhưng thực sự đây có nó này. Tôi bốc đúng 300 đấy này, 11 cái đi. Gọi mày lấy tao 300 đúng.
vừa em tần đi bốc nãy ngày em mua cây lấy 400 ra nộp cho lại cho 10 triệu cho anh em bỏ cậu lấy nộp lấy đá 390 đấy. Nếu anh em suy nghĩ nếu cảm nhận được thì chú cháu anh em giao lưu, còn nếu không cảm nhận được thì lại phải đợi thêm một chiếc. Nói thật mua được con vất vả lắm mà kiếm được mấy chục cái. Nói thật nếu như cây khác mua mấy chục chỉ cộng ra vài triệu thôi, nhưng mua được những cái đồ như này có phải mình đâu, ngày nào cũng gặp đâu, mà có phải tháng nào cũng gặp đâu. Đấy là gặp đúng loại này thì hàng sáo là nói thật là lướt nhanh, chứ còn nếu để lâu lại phải cộng lãi đấy, nói thật chứ không vui. Thế là 400 là ra hàng 10 triệu thì là lên đường, gọi là nộp là giá đây xong thì giả nợ giả nãi đi cũng kiếm được vài chục thôi, không được nhiều. Nói thật đi, bể đá rồi chân sập đẹp rồi cứ thế này chơi thôi, về đừng đụng cây cả, thế nhỉ? Cứ tưới nước đá rồi. Này xây dựng thêm nữa. Một cây này mới hôm kia là mới cho ăn 4 gáo nước quen rồi, nên là về cứ thế này thì chỉ để yên tưới đá được cho ăn đấy. Đặt trước đấy. Như giờ bây giờ tụi mình kia mình khổ không? Đấy, chơi. Chơi nhá. Đứng gần đến gần nhau bắt tay rồi. Chúc mừng cho hai chị cháu nhá. Mọi người vỗ tay lại. Chúc mừng giao dịch thành công. Đây là cái cuộc giao lưu đầu tiên. Là anh Hùng đã bán cho người anh em ở bên Quảng Ninh. Những cái cây mà màu thơm thơm này chỉ có Quảng Ninh mới xuất hiện. Hy vọng là nhiều anh em sau cũng tiếp nối anh. Rồi. Và cái cuộc trưng bày triển lãm của Kinh Môn sẽ thành công rực rỡ. Bên cạnh những cái thành công về trưng bày những cái tác phẩm quý có mặt ở đây thì còn những cái cuộc giao lưu này cũng có thể góp phần cho những cái thứ nhất là báo cáo với anh em là cũng vì cái phong trào của làng cây Kinh Môn, mà cái thứ hai là cũng rất yêu quý thằng cháu, nó cũng là tuổi trẻ nhưng mà nó nối tiếp đến tất cả các thế hệ chơi cây, thế cho nên là tớ thằng con rể vừa rồi nó vào mấy tỷ rồi, nhưng thằng cháu đây nó bằng tầm tuổi con rể tớ, cho nên là rất cổ vũ cho các cháu luôn. Và đi vào cái con đường đam mê cùng với mình, cho nên là thôi phải nhượng lại cho nó những tác phẩm quý, đúng bán là một vã mồ hôi ra nhưng vẫn bán. Thành quá rồi, chúc mừng anh Hùng nhá. Quá mồ hôi nhưng vẫn bán, không lãi được tiền, không lãi các bác anh. Đây này là đã sang tên. Sau cuộc triển lãm này là cây này đã về đất Quảng Ninh. Ai về đất Quảng Ninh? Đây. Đây. Minh ơi, in thẻ này chủ, cho thẻ chủ mới là tên là gì nhỉ? Có tên là Dương. Dương ở Mậu Khê, Mậu Khê Quảng Ninh. Dương ơi, cho tao một tên để nó in thẻ cho luôn. Đây là giới thiệu với này tất cả các bạn nhá, là anh Hùng anh ấy đã bán cho anh Dương ở bên Mậu Khê Quảng Ninh. Đây quý vị ơi, đồ như này thì quý vị biết là quý như nào. Đây này quá ngon quá đẹp rồi nhá. Trước giờ khai mạc xin chúc mừng cho hai anh ba thân mạch lạc.